Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao tính thể tích khối chóp HABCD. Chúng ta biết hình chóp HABCD có mặt phẳng HAB là mặt phẳng ở đây. Vuông góc với mặt phẳng ABCD chính là ở đây. Chúng ta biết HABC cân tại H, như vậy đây và đây. SC tạo với mặt đáy một góc 30 độ. Chúng ta biết SAP là tam giác cân. Như vậy, khi chúng ta hạ từ H xuống AB là đường cao, thì chúng ta biết AB ở đây. Chúng ta biết điểm này chính là trung điểm trong tam giác cân. Mình gọi đây là H. Chúng ta biết góc giữa SC và đáy với tam giác thì nó chính là góc này. Như vậy góc giữa SC với mặt phẳng ABC đó chính là góc này. Tiếp tục, chúng ta biết BC chính là 2A. Như vậy AB chính là A. Như vậy A ở đây chính là A. Bây giờ chúng ta biết H là trung điểm của AB, như vậy HB chính là A chia cho 2. Chúng ta có thể tìm được cạnh HC tại vì đây là hình chữ nhật. Cho nên ở đây có một góc vuông. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp Pythagore. Chúng ta sẽ có HC bình phương sẽ bằng A sẽ bằng HB bình phương cộng với lại BC bình phương. Như vậy HB đó chính là A chia cho 2 và BC chính là 2A. Chúng ta tính cái này ra thì chúng ta sẽ có 17A bình phương chia cho 4. Như vậy HC ở đây đó chính là A căn 17 chia cho 2. Sau đó chúng ta có góc 30 độ. Chúng ta sẽ tính được cạnh SH ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có tan alpha chính là cạnh đối chia cho cạnh kề. Chúng ta biết cạnh đối của góc 30 độ đó chính là SH và cạnh kề chính là HC. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta tính được SH đó chính là HC nhân tan với 30 độ. Chúng ta có HC chúng ta bỏ vào đây và chúng ta có SH bằng A căn bậc 2 của 51 chia cho 6. Như vậy chúng ta có thể tính được thể tích của khối chóp. Chúng ta sẽ có 1 trên 3 nhân với lại diện tích thể tích đáy. Diện tích đáy nhân với lại H. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích đáy chúng ta sẽ có 2A nhân với lại A chúng ta có 2A bình phương. Còn chiều cao chính là A nhân với căn bậc 2 51 chia 6. Chúng ta bấm máy ra. Đó chính là A mũ 3 căn 51 chia cho 9. Và đó là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.